Phật tử Đại Bồ Tát phát mười thứ tâm phổ hiền, những gì là mười? Đó là phát tâm đại từ vì cứu hộ tất cả chúng sinh, phát tâm đại bi vì thế tất cả chúng sinh chịu khổ, phát tâm thí tất cả vì đều xả bỏ hết thảy, phát tâm nhớ nhất thiết trí làm đầu vì thích cầu tất cả Phật Pháp, phát tâm công đức trang nghiêm vì học tất cả Bồ Tát hạnh, phát tâm như kim cang vì tất cả nơi thọ sinh không quên quên mất, phát tâm như biển, vì tất cả, pháp trắng tịnh đều chảy vào phát tâm như núi chúa lớn vì tất cả lời ác đều nhẫn thọ phát tâm an ổn vì bố thí cho tất cả chúng sinh không sợ hãi phát tâm bát nhã ba la mật rốt ráo vì khéo quán sát tất cả pháp không chỗ có đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sớm được thành tựu trí phổ hiền khéo léo phật tử đại bồ tát có mười pháp hạnh phổ hiền những gì là mười đó là nguyện trụ pháp hạnh phổ hiền tất cả kiếp vị lai nguyện cúng dường cung kính tất cả chư Phật vị lai pháp hạnh phổ hiền nguyện đặt đẻ tất cả chúng sinh nơi hạnh Bồ Tát phổ hiền pháp hạnh phổ hiền nguyện tích tập tất cả căn lành pháp hạnh phổ hiền nguyện vào tất cả ba la mật pháp hạnh phổ hiền nguyện đầy đủ tất cả Bồ Tát hạnh pháp hạnh phổ hiền nguyện trang nghiêm tất cả thế giới pháp hạnh phổ hiền nguyện sinh tất cả cõi Phật pháp hạnh phổ hiền nguyện khéo quán sát tất cả pháp pháp hạnh phổ hiền nguyện nơi tất cả cõi nước phật thành vô thượng bồ đề pháp hạnh phổ hiền đó là mười nếu các bồ tát riêng tu pháp này thì sớm sẽ được đầy đủ hạnh nguyện phổ hiền Phật tử, Đại Bồ Tát dùng mười pháp quán chúng sinh mà khởi đại bi. Những gì là mười? Đó là quán sát chúng sinh không chỗ nương tựa mà khởi đại bi. Quán sát chúng sinh tánh không điều thuận mà khởi đại bi. Quán sát chúng sinh bần cùng không có căn lành mà khởi đại bi. Quán sát chúng sinh ngủ mãi đêm dài mà khởi đại bi. Quán sát chúng sinh hành pháp bất thiện mà khởi đại bi. Quán sát chúng sinh bị dục trói buộc mà khởi đại bi quán sát chúng sinh chìm đắm trong biển sinh tử mà khởi đại bi